Hello các bạn nha, hiện tại thì mình đang có mặt tại Trường Xuân các bạn ơi. Hôm nay thì sẽ tiến hành câu cá tại một điểm câu mới các bạn. Điểm câu này nhìn rất là đẹp luôn các bạn, không biết có cá không các bạn, nhưng mà mình nghĩ là có các bạn ơi. Quá trời bãi đẹp luôn không? Phải nói là câu rồi mới biết các bạn ơi. Rồi ok, đây là cần thủ Mr. Thanh nha các bạn. Rồi hello các bạn nha. Đây là cần thủ Mr. Hiếu các bạn. Anh Hiếu hôm nay trên mạng khen anh Hiếu đẹp trai quá trời luôn anh Hiếu. Có không? Thiệt, cỡ trang lên cho anh em coi coi. Thiệt bộ, mấy bà quá xe ngói mà. Ồ. Có vợ rồi nha. Rồi ok các bạn nghe, giờ tụi mình sẽ tiến hành xuống cặn các bạn. Rồi khi nào xuống cặn xong mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp nha các bạn. Trang bị có con gì nó chích vô tay luôn nè. Chích nhắc cái tay luôn nè. Đang chạy xe, nó chạy xe bố 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 bậy bậy chứ còn gì quất gì. Không, nó cầm vô cái tấm bóp này nè. Chắc kiến cắt sâu không. Má đưa cho nước uống miếng vậy. Đưa cho nước nguyên coi. Chích lỗ cho má, Trang bị ông chích gì đó. Tại sao sao nhìn mấy cái chấm đen giống cái luồng lưới vậy? Đó nhìn mấy cái chấm đen thẳng hàng ra luồng lưới vậy. Luôn có xuồng á. Mượn xuồng. Như mình khoái vậy đó. Hôm nay vẫn tiếp tục câu cá cắm bên đây các bạn ơi. Quay ra tao nè. Bạn câu cắm gì? Yeah, quay cho hàng đó, quay hàng. Còn hàng tôi là tôi câu cắm thường á, không có miền Tây miền bọng gì chứ á. 10.000 ký làm tới. Chứ không phải như người ta 50.000 ký nha, nhớ nha. Má, con gì vô lít tao ngứa quá bây ơi. Mình là câu cá 10.000 một ký, cần mình đi quýnh là mày quýnh một cần thôi, chứ không phải như người ta câu cá miền Tây quýnh lần ba bốn cần. Ba lần con cá người ta khoe. Thả hơn mày đổ mấy con này dính con nào không mình đổ đây. Ăn mày lên bờ kìa quýnh lộn mẹ đi. Sọc dưa hoài bê. Mỗi lần mình dính mình dính mình phải khai báo cho bạn biết cái gì. Đúng. Hồi tối này tao mới lên con đó. Còn gì? Hôm nay vẫn tiếp tục câu chùm nho nha các bạn. Chùm nho này dính này khỏi chảy luôn. Nè. Hai mày có nhu cầu thi cho thằng nào lên cá chứ không? Nào thua là nó bị đúng đúng cái lỗ tai cái gì. Búng cái giấy. Cái gì? Cái gì? Chích cái giò tao không? Chích vô cái giò tao kìa. Tóm cha. Cái gì? Đồ má. Dính sâu rồi. Chỉ ở đây sâu đúng thôi. À lá khỏi xinh quá. Đấy kìa. Quay cho anh cái cẩn quăng cần cái thầy mấy yêu. Sau đây là cần hủ Mr. Hiếu sẽ xuống đằng trước nha anh em. Cái anh nha. Cần nghe nghe. Ô, cần chuyên nghiệp là như thế này. Đúng rồi lắm con solo nụ như cái người một cái như kim châm vậy trời. À, thôi đừng dốc thành. Anh chỉ làm một phát thôi nha. Bóp. Cái bóp. Kiếm trà. Má Hugo 4 kg lên. Trời ơi Hugo 4 kg không làm nha. Ông ướt thì ướt mẹ bự. Nhân câu cá chuyên nghiệp là khi mà người ta quăng cần xong lên cho quăng như nè. Rồi gãy đọt cần này rồi có công chuyện luôn. Nó chơi các bạn thôi chứ mình phải làm lịch sự đàng hoàng chứ đâu có làm bừa bãi gì Thanh được. Thanh nay nhắm cá không anh Thanh? Gì có cây không anh Hiếu? Mày nói bãi chút xíu thôi. Nào dính cá bên không ra đây. Các bạn nên nhớ một điều thế này nha, mình đi câu cá là câu gì đam mê nha, chứ đừng ai đi câu cá mà mong là mình đi dính cá. Nếu bạn câu cá, bạn cứ mong dính cá, cuộc đời bạn sẽ không bao giờ dính cá. Tao thấy mày là người không dính cá đó. Rồi, chùm thứ 2. Rồi, chùm thứ 5. Ủa, chùm thứ 2 nãy được đúng chưa? Chưa ai cho lại những câu là chạm vô cỏ vậy luôn bọn. Tao quýnh qua đây luôn nè, tao quýnh xíu. Và sau đây là cần hủ Mr. Hiếu quăng mồi các bạn. Quá wow. ghê anh Thanh đang ăn cái gì đó hả?
Cái gì? Mới nhịp đợt. Gì cha. Mày đứng hù luôn nha. Ê, cái gì vậy kìa? Ê, tao bước lên. Mày đạp cái gì vậy? Ừ. Ôi, ui. Hello các bạn nha, hiện tại thì bây giờ mình xuống được coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặn nha các bạn. Hôm nay thì tụi mình đi test địa điểm mới các bạn ơi. Khi nào dính cá thì tụi mình sẽ chỉ cho các bạn điểm này là đâu các bạn. Rồi ok, bây giờ hiện tại là giờ mình xuống được 6 cặn rồi các bạn ơi. Điểm này thì rất là đẹp nha các bạn. Hôm nay thì có sự tham gia của anh Mr. Thanh và anh Mr. Hiếu các bạn. Thêm một bạn nữa là bạn Thanh, bạn Tâm nha các bạn. Đó, bạn Tâm đang chơi chùm nho nè. Nó đồ lạc của mình quá trời luôn các bạn ơi. Điểm này là chắc điểm đầu tiên xuống câu các bạn ơi. Cỏ quá trời cỏ luôn rồi. Ê, hửi hoài trời. Làm hợp quá vậy. Rồi ok, khi nào dính cá mình sẽ quay cho các bạn coi nha các bạn. Hy vọng là hôm nay sẽ dính cá to các bạn ơi. Tại vì điểm này trước giờ mình biết thì chưa có ai câu nha các bạn. Điểm này là chưa có ai câu luôn, tại vì nó nằm ở trong một cái khu rừng các bạn ơi, khu rừng nguyên sinh các bạn ơi. Các bạn muốn vô đây các bạn phải đi rất là cực các bạn ơi. Nó giờ sớm giờ mấy anh em làm cỏ banh trơn này thấy không? Đó, hai hàng bánh mì. Hello các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại được một điểm câu mới các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là Hugo nó đang ủi xịn các bạn ơi. Quá trở lên xịn luôn các bạn. Bây giờ mình quay gần lên cho các bạn coi nha. Nó tự nhiên nó nổi một cái cục xịn lên đó các bạn. Mình nghĩ là chắc cá nó đang ăn mồi các bạn ơi. Trời kìa. Lên kìa. Quá trời lên rồi các bạn ơi. Còn đây là những cái mấy cái cần mình câu sớm cho các bạn.